Xin chào anh em, thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho anh em một lô cần nhé anh em nhé. Ở đây thì bao gồm có cần ISO khoen lớn này, cần tay này, cần ISO khoen nhỏ này, có một cái cần khúc và một cái cần ba khúc. Thì anh em có thể liên hệ mua hàng ở số điện thoại 0945692282, có mình mã số kèm số điện thoại bên dưới bình luận thì em sẽ liên hệ lại với cả anh em. Anh em đi với giá báo trên video là chưa bao gồm ship, vì ship toàn quốc sẽ là từ 30 cho đến 5.000 trên một đơn, tùy vào size gần. Em không bao ship nha anh em nhé. Thì đến với cả cái đầu tiên, thì đầu tiên là đây em có là một cái chả biết nó lẫn ở trong nô về nha anh em nhé. Nhưng mà thường thường anh em dùng cái này để trang bị ở trong ô tô nhé, để phòng thân đấy. Cái này là một cái gậy bóng chày đấy, gậy bóng chày. Cái này là full gỗ nha anh em nhé. Giá hiện tại em check ở Việt Nam nó đang bán là 1.500.000 cái này nha anh em nhé. Đấy, cái này thì nó có chiều dài là đâu nhỉ, chiều dài là 80 cm anh em nhé. Đấy, 80 cm của hãng Powerful. Đấy, như này. Đấy, Powerful. Hầu như cái này là còn chưa sử dụng nha anh em nhé. Không, chả biết làm sao nó lẫn ở trong đồ câu về. Đấy, một nha anh em nhé, 1.500.000. Hai ở đây này, em có một cây kiếm tre. Đấy, một cây kiếm tre này anh em trưng bày, anh em trưng bày nhé. Này, tất cả những cái này nó làm bằng da nộn hết nha anh em nhé. Này, chữ nhật, phun chữ nhật này. Đấy, cái này cũng da nộn luôn nhá. Cái này tay cầm nó bị bẩn, anh em về đánh rửa đi. Đấy, cái này thì nó dài 1m15. Đấy, mét 15 nha anh em nhé. Cái này mã 2, 300.000. Ở đây có cái sủi này. Đấy, cái sủi này của Caser Made in China. Thì này nó chạy 2 chế độ nha anh em nhé. 2 chế độ, 1 chế độ thì anh em dùng pin. Em đã thử nó chạy hết hoàn hảo hết nha anh em nhé. Đấy, một chế độ dùng pin, một chế độ nữa là anh em dùng cái cục sạc dự phòng nhá. Đấy, cái cục sạc dự phòng hoặc là cắm trực tiếp điện lưới này rất là khỏe anh em nhá, cực khỏe luôn. Khỏe lắm. Đây em đang là cắm cục sạc nha anh em nhá. Hai pum. Đấy, chữ nhật này. Đó. Này thì bán anh em 200.000 nhá, 200.000. Đấy, ghi là mã sục. Nhà mã 3. Ba đây em có là một cây cần nục nha anh em nhá. Đấy. Nục, cái này đã hạ gà máy. Đi keo chỉ lại và hạ gà máy. Cây gần này cứng 30, dài 4m05. Anh em nếu như mà muốn theo thông số thì em sẽ có thể tháo nó cho anh em nhé. Cứng 30, tương đương với cả C. Đấy. Big Five Specs on it. Đó. Anh em chờ em tí em đi lấy cái cân nhá. Con này thì cái này nặng 500g dành để cho anh em câu nục này, câu bạt bãi. Gốc chi 20 năm, ngọn 3mm, 1.500.000 nha anh em nhé, 1.500.000 mã số 3. Mã
Đây là mã 4. 4 thì ở đây em có là một cây cần của hãng Mazot Club. Đấy. Cây cần này là một cây cần dành để cho anh em nua gành, nua kè nha anh em nhé. Nhái thật, tải mồi từ 30 cho đến 50 gram, nâng mắc PE 2.5. Khoen là khoen Fuji Akunai. Đầu bu chống xoắn như thế này. Cây này cần khá là đẹp nha anh em nhé. Cross Target Mazot Club. Xoắn X như thế này. Còn khá là đẹp nha anh em nhé. Nặng 200 gram. Ngọn 2mm. Con cần này mã số 4, 1.7 triệu. Và số 5. Số 5 ở đây em có cũng là một cây cần của Mazot Club. Thì cây cần này nó ngon hơn cây kia nhé anh em nhé. Cây cần này là cây cần Mazot Club Skyrun. Thì cây cần này chuyên dành để đánh cá vược này, đấy, xì bát này. Độ cứng M dài 3m, nua từ 15 cho đến 42 gram, nâng từ 1 PE từ 1 cho đến 2.5. Còn dây ninon là từ 80 cho đến 20 NB. Đấy, khoen Fuji pad, khoen Fuji Six nha anh em nhé. Khoen tất cả đều là khoen Fuji Six hết. Đấy, khoen Fuji Six hết. Ano nó như thế này, Six hết nha anh em nhé. Tất cả đều là Six. Đấy, tất cả đều xích hết. Skyrun. Nặng 180 gram. Nhẹ tênh luôn. Định gốc phi 10 phi 14. Ngọn 1.5mm. Thì con này mã số 5, số 5 giá 2 triệu anh em nhé. 5 giá 2 triệu. Tiếp theo em có là một cây cần của hãng Daiwa. Đấy, cây cần này ngon lắm anh em nhé. Cây này là cây Silver Crack, khoen cũng là khoen Physics. Thông số tải mồi là cứng MN, dài 2m75. Tải mồi từ 5 cho đến 21 gram, tải dây từ 6 đến 10 NB. Đấy. Silver Crack X. Khoen tất cả đều trang bị xong là khoen Fuji Six hết nha anh em nhé. Đấy, khoen Fuji Six hết. Chuyên đánh cá vược đây anh em ạ. Pad này, pad rất là đẹp nha anh em nhé. Pad nó bằng gỗ luôn, đẹp lắm. Đấy. Cái này còn khá là đẹp luôn. Mazot Club. Cái này nặng 160 gram. Gốc phi 11.5. Ngọn 1.5mm. Con cần này có mã số 6. Số 6 em bán là 1.8 triệu nha anh em nhé. 6 1.8 triệu. Số 7. 7 ở đây em có là một cây cần của hãng Daiwa. Độ cứng 30, dài 3m3. Cần này là một cây cần dạng mini nha anh em nhé. Chiều dài vuông 1m. Đấy, Daiwa. Thì cây cần này là do Korea sản xuất. Độ cứng 30, dài 3m3. Khoen Fuji, pad Fuji. Đấy, khoen Fuji hết nha anh em nhé. Ngọn là ngọn sợi tinh nhé anh em nhé. Ngọn sợi tinh. Anh em xem xoắn X này. Đó, xoắn X nha anh em nhé. Cần do Korea sản xuất. Cái này có trọng lượng 190 gram. Đường gốc phi 18. Ngọn 1.5mm, con cần này có mã số 7, 500.000. Mã số 8, số 8 ở đây em có một cây cần của Daiwa anh em nhé. Con này còn rất là đẹp luôn, hầu như là còn mới tinh luôn. Chất liệu là carbon bun rô nhé. Đấy, bun rô, carbon bun rô rất là ngon. Chiều dài là 5m4, chiều dài đóng là 102cm, 6 nóng, độ cứng số 2, dài 5m4. Pad Fuji tiêm vàng và khoen được trang bị dàn khoen Fuji Six như thế này anh em nhé. Đấy, Fuji Six. Ba khoen đầu là khoen Fuji vạch này, Six vạch này. Đấy. Có tất cả 2, 4, 6, 8, 10 khoen bao gồm cả đầu bu. Đây có vết bẩn anh em nhé, đây có vết bẩn thôi. Đấy, còn lại cây cần này còn đẹp. Đẹp nha anh em nhé. Cái này còn đẹp. Có chăng có một chút xước ở cái phần nóng thứ hai này. Cái này phải đạt được ngoại hình tầm 85-90%.
Trong một con cần này em cân được là 250 gram, đường gốc phi 20, ngọn 1.1 mm. Con cần này có mã số 8, 900.000. Số 9 ở đây em có là một cây cần của hãng Shimano, Shimano Super X 5 Metal. Đấy, cái pad của nó bằng carbon luôn anh em nhá. Đây này, cộng bằng carbon hết luôn này. Này. Super X 5 Metal thì chất liệu carbon nhá, còn những cái đường xoắn này này nó làm bằng chất liệu carbon kim loại, 5 Metal là kim loại. Đấy. Xoắn nổi gân anh em thấy không? Dữ dằn luôn. Khoen nó được trang bị một dàn khoen full xích như thế này nha anh em nhé. Có tất cả 2, 4, 6, 8, 10, 11 khoen bao gồm cái đầu bu. Khoen là khoen Fuji Six. 4 khoen chạy đầu. Xoắn nổi X, nổi gân từ nóng thứ 2 đổ đi nha anh em nhé. Bên trong còn đẹp, ngoại hình tạt tầm cỡ khoảng 85-90%. Khoen Fuji Six. Đó. Đục cứng số 2 dài 5.3. Nặng 260 g. Con này nó phải đúng tương đương với cả số 3 bình thường nha anh em nhá. Đừng nghĩ gốc phi 22. Đừng cái ngọn 1.3 mm. Thì con này có mã số 9, 2 triệu 300 nghìn nha anh em nhá. Tiếp theo mã số 10 đây em có là một cây cần của hãng Daiwa, Daiwa Direct Power, đường kính số 2 dài 4,5 m. Cây cần này do Korea sản xuất nha anh em nhé. Korea sản xuất, bát Fuji, khoen Fuji. Cái này thì nó có sờn xước cũ rồi nha anh em nhé. Mà cây cần này rất là khỏe luôn. Nó có xước ở những cái bong sơn ở những cái đầu nóng như thế này nha anh em nhé. Đấy. Cái này nó xước rồi. Nhưng mà cái này ngon, cứng lắm. Bát Fuji. Cái cần này có trọng lượng là 180 g. Đường kính gốc phi 17,5. Bé tí. Ngọn 1.7 mm thôi anh em nhé, 1.7 mm. Đấy, con cần này thì nó cũ nên này, em bán cho anh em với giá là 600.000 anh em nhé. Mã số 10. Mã 11, 11 ở đây em có một cây cần tay, một cây cần tay của hãng Daiwa. Cái phần cái nóng này thì nó hơi cũ một tí nhé anh em nhé, anh em vặn ra. Còn nó chặt, quẹt chặt quá, hôm qua em vặn mãi đâu biết là. Anh em xem len này nhá, có len đồng hoàng nhá. Đấy. Cây cần này là một cây cần dài 9 m của hãng Daiwa, Made in Japan như thế này nhá anh em nhá. Thì cây cần này thì nó có bong cái nớt sơn 2K rồi. Daiwa 9m Multilink có hai chế độ, một chế độ 9m, một chế độ 8m. Đấy, hai chế độ nha anh em nhé. Daiwa HX Carbon Whisker xoắn X. Đây là ba cái nóng đầu tiên anh em nhé, ba nóng đầu tiên. Đây là những cái nóng tiếp theo. Tất cả các nóng đều có rãnh xoắn ABS như này nhé anh em nhé. Này, đầu bu zin chống xoắn 360 độ luôn, zin luôn. Cái này nặng 380 g. Ngọn 1.5 mm. Gốc phi 26. Đấy, con cần này có mã số 11. 11 em bán cho anh em cái này với giá là 1.4 triệu nha anh em nhé. 1.4 triệu.
12 đây em có là một cây cần của hãng Shimano. Đấy, cây Shimano xoắn X như thế này. Xoắn X nổi gân toàn thân nha anh em nhá, và cần còn rất là đẹp, độ cứng hắt dài 3 m. Thì cái này phù hợp với cả anh em về lấy về này để lên khoen, để làm cần nua gành, nua nhái thật nha anh em nhá. Ngọn đọt sợi tinh nên là nó cực kỳ bền bỉ luôn. Đấy, khoen đầu bu là Ano, là Ano Fujisic môi trề như này. Còn đẹp nha anh em nhá. Pad đúc. Trong lỗ này em cân được là 300 g, gốc có độ lớn là phi 22, ngọn 1.8 mm. đấy, con cần này có mã số 12, 1.500.000. Theo 13 thì ở đây em có một cái túi anh em nhé. Cái này thì chuyên để anh em đựng cần nua, cần nục. Đấy, dài 1m62, rộng 10. Đấy, bao cứng nha anh em nhé. Đấy, bao cứng như thế này. Cái này còn rất là đẹp luôn. Đây là cái dây đeo của nó này. Còn rất là đẹp. Khóa này, các thứ còn ok hết anh em nhé. Bên trong nó còn có cả hút ẩm này, đấy, còn nguyên hút ẩm ở bên trong luôn nhé anh em nhé. Đấy, mềm lắm, mềm lắm nha anh em nhé, còn đẹp. Còn đẹp luôn nhé anh em nhé. Dây đeo, khóa khép các thứ này, còn đẹp luôn. Chuyên dành để cho anh em câu cần nục khúc, cần nua nhé anh em nhé. Cái này mã 13 em bán cho anh em với giá là 600.000 anh em nhé. 13 600. 14 14 thì nó có chiều dài là 1m47, rộng 13. Đấy, 13 là cái chỗ gốc nhé anh em nhé. Còn cái phần bụng bự là phi là dài rộng là 23. Túi này là túi của hãng Shimano nhé anh em nhé. Đấy, túi Shimano này, túi các quay các thứ còn zin nguyên nhé anh em nhé. Này, đây là một ngăn này. Nên túi này thì nó hơi khó. Đấy, đây là phần bên trong của nó nhé anh em nhé. Đấy, phần bên trong của nó, các thứ bên trong còn ok hết anh em nhé. Nó chỉ bị bẩn thôi, anh em mình về giặt đi cho lau chùi lại. Nhưng mà cái này ngon lắm, dành để cho anh em để cần nục này, cần ISO này, cần tay này, đều được hết nhé anh em nhé. Cái chiều dài này thì khá là ok, 1m45, cần nục khúc, ngon lắm. Đấy, quái đeo đây anh em nhé. Đấy, cái này 14 1.5 triệu. 15. Cái này là cái hộp cần của Gama Casu nha anh em nhé. Gama Casu thì anh em biết rồi. Đọc kích thước rồi. Này thì là Gama Casu Gravit này. Dài của nó là 1m37. Chiều rộng của nó là 23. Đấy. Còn cái chiều này là 10 anh em nhé, 10. Gama Casu. Như này anh em nhá, ngon lắm. Gama Casu.
có rất là nhiều ngăn để cho anh em đựng luôn. Ngăn này ngon lắm, để được 1, 2, 3, 4, 5 cây cần tay và phụ kiện. Này là chuyên hộp chuyên để dành cần tay, cần cho cần tay và cần ISO nha anh em nhé. Hộp cứng đàng hoàng nha anh em nhé. Đấy, túi xách các thứ, quay các thứ còn ok hết. Ngon lắm. Cái này mã 15 giá 2 triệu nha anh em nhé. 15 giá 2 triệu. Thì anh em những cái túi như thế này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy, liên hệ trực tiếp cho em để em chụp ảnh cho anh em. Ở đây em có là một con 16, một con ghi nội mã nên là nên mã cuối cùng. Con này là con Daiwa Dismochin, dài 3m3, 2 khúc, quen Fuji xích bướm như thế này. Và cái cần này còn đẹp nha anh em nhé. Đấy, quen Fuji xích bướm. Đấy, quen Fuji xích bướm như thế này. Chuyên dành để câu cá vược nha anh em nhé. Chuyên dành câu cá vược, câu ngâm cá vược. Câu ngâm cá vược, câu đằng C. Trọng lượng con cần này là 300g. Dàn quen của nó thì chất ngất luôn. Đường kính gốc là phi 22,5. Cái cần này do Đài Loan sản xuất. Đường kính ngọn phi đường kính ngọn 2mm. Con cần này có mã số 2, 1.200.000 nha anh em nhé. Đấy, 1.200.000 mã số 16. Bye bye anh em.